Theo phân cấp, công an các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm ghi nhận phản ánh của người dân về vi phạm giao thông, ứng dụng công nghệ thông tin, xác minh, làm rõ thông tin và xử phạt hành chính theo quy định. Quá trình triển khai phạt nguội đem lại hiệu quả rõ rệt, thế nhưng đồng thời cũng bộc lộ một số khó khăn hạn chế, ghi nhận tại huyện Thạch Thành. Từ tháng 12 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024, lực lượng công an toàn huyện Thạch Thành đã xử phạt nguội 337 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện thiết bị nghiệp vụ nên lực lượng công an xã vấp phải không ít khó khăn trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạm như hình ảnh cung cấp mờ nhòe, khó xác minh thông tin hoặc phương tiện được mua đi bán lại nhiều lần mà không thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ nên không xác định được chủ sở hữu hiện tại là ai. Cùng với đó là những bất cập đến từ chính các quy định của pháp luật. Trong cái chế tài xử lý đối với hình thức xử phạt nguội thì vẫn chưa có cái hình thức đó là chế tài để đảm bảo về cái việc thi hành quyết định, nên dẫn đến là trong cái quá trình khi chúng tôi ra quyết định rồi thì chúng tôi vẫn phải đôn đốc nhắc nhở người vi phạm rất nhiều lần thì người dân mới tiến hành đi nộp cái tiền phạt xử lý vi phạm hành chính. Những khó khăn trong xử phạt nguội vi phạm giao thông hiện nay là khó khăn chung của toàn lực lượng công an, nhất là trong bối cảnh các thiết bị kỹ thuật như camera giám sát, hệ thống lưu trữ hình ảnh, phần mềm theo dõi chưa kết nối đồng bộ và thiếu hành lang pháp lý để khai thác sử dụng dữ liệu thông suốt giữa các cấp. Do đó, vẫn cần phối hợp giữa xử phạt nguội với các biện pháp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý vi phạm trực tiếp nhằm tăng tính răn đe, kiên quyết không bỏ lọt, bỏ sót vi phạm.